chưa được một phút. Dạ. Đẹp chưa? Đúng không? Nghe rồi. Đẹp ngay. Đẹp luôn. Đẹp sát luôn. Đẹp luôn đấy. Chúng ta đang đúng là kinh dâm không? Đó. Đấy, thử đeo vào mắt xem, thử đeo vào mắt xem. Thôi. Xem có dâm không? Dâm. Thử ngay, bỏ cái kia ra. Nào, đeo thử nhá. Ok. Cho trải nghiệm, cho trải nghiệm. Ủa, chỗ, đây, chỗ đẹp lắm. Dìu này. Ờ, trông hay lắm. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một cái kính đổi màu. Đây là một kính cận bình thường thôi, kính cận dâm. Bây giờ mình sẽ đổi màu cho nó nhé, ra nắng nhé. Các bạn đợi một tí, mình sẽ cho ra nắng một tí. Ok. Okay. Nào mình cùng các bạn xem cho kính này ra nắng nhé, cho nó đổi màu được không. Thì trong vòng khoảng một phút là kính nó đã càng ngày càng đen rồi bạn. Các bạn nhìn này, ngày càng đen rồi. Xì luôn. Đặc biệt này chính thức là một kính dâm này. Thì trong vòng một phút thôi, tất cả cái này thời gian quay của mình là trong một phút mà thế. Khi cho vào bóng dâm thì nó lại đổi lại trở thành trắng. Thời gian cũng rất là nhanh. Bạn có thể lắp đặt đây thì kính vừa có thể kết luận kính cận luôn, đây là kính cận luôn. Và có thể phải mua cái tròng mắt. Bạn có thể đi đổi màu bằng cách là bạn chọn cái tròng kính ngay từ lúc bạn chọn nhé, chứ không phải là đi nhuộm hấp đâu, nhuộm hấp thì chỉ là kính dâm thôi. Thì sau một phút là kính mình một cái kính dâm ban đầu bằng đèn thường trở thành kính cận rất là đẹp. Hello, xin chào các bạn nhé, 500 anh em Hà Nội này. Đấy, 500 anh em giao đi đi đó. Review quả kính đổi màu, thử ra luôn, thử ra luôn. Đợi mấy phút nhá, đợi trong một phút. Đợi tí, đen chưa? Đen ngay. Đúng không? Chưa được một phút. Dạ. Đen chưa? Đúng không? Đen ngay. Đẹp luôn, đẹp sát luôn. Đẹp luôn. Chúng ta đúng là kính dâm không? Đó. Đấy, thử đeo vào mắt xem, thử đeo vào mắt xem. Thôi. Xem có dâm không? Đấy. Thử ngay, bỏ cái kia ra. Nào, đeo thử nhá. Ok. Cho trải nghiệm, cho trải nghiệm. Ủa, chỗ đây chỗ đẹp lắm. Dìu này. Ở trông hay lắm. Thôi. Ở được đi vào xem hết dâm chứ, để xem nó vào đi. Trước khi ra nắng. Đi ra nắng, ok. Action. Trước khi ra nắng. Cho cả 5 giây. Đây chứ phải có nắng to cơ. À đây đây. Quay tiếp. Chưa. Tự cảm nhận thấy. Đúng không? Cảm nhận được chưa? Cô ấy bỏ tay ra, bỏ kéo ra ngoài cho nó xuống. Cho ra ngoài nhìn đi. Nhìn nó đen xì rồi này. Ờ đây đây. Đen đen. Còn đâu còn đen. A few moments later. Ở đây đen này. Đâu chỗ cao không? Ờ có đen đen rồi. Ờ đen xì rồi. Thử vào trong bao nhiêu lâu nó hết. Để xem nó bao nhiêu lâu thì nó hết. À xem nào bao nhiêu lâu thì nó hết. 5, 4, 3, 2, 1. Một phút thì nó cho đây 30 giây là hết. 3 days later. A few moments later. Anh 2.6, anh đi thẳng bên trái. Đây dậy luôn anh này, dậy trái luôn này. Three days later.
dâm đường hầu.